hỏi: "Thật là có số mạng không? Con người có khả năng điều khiển vận mạng số kiếp của họ được không?" Đáp: "Người quân tử biết cách tạo mạng mình. Mạng do ta lập, phước tự mình cầu, quả phước vô môn, bởi người tự chiêu. Quả báo thiện ác như bóng theo hình. Người quân tử có thể sáng tạo và thay đổi vận mạng của họ. Đa số người đời vì không hiểu nên cứ nghĩ rằng mọi sự đều do trời định. Nhưng nếu quý vị có lòng tin và nghị lực, thì trong một niệm là có thể từ chỗ phàm phu nhảy vọt lên quả vị Phật. Nếu như tất cả đều là định mạng, có số mạng nhất định, vậy khi chưa học Phật, chúng ta có thể bói quẻ trước để xem mình có cơ hội thành Phật hay không. Số mạng gặp thiện và ác thì không phải là cố định. Nếu quý vị là người đại thiện hoặc là người đại ác, nhưng quý vị đã làm những chuyện vượt qua khỏi phạm vi của người thường, thì vận mạng của quý vị cũng không giống với người thường. Hỏi: "Phật giáo nói tất cả đều bình đẳng, vậy người và chó cũng nên bình đẳng mới phải. Tại sao có sự phân biệt giữa người và súc vật?" Đáp: "Chú có thể kêu chó là cha không?" Hỏi: "Như có lúc nghe được một bài hát hoặc một khúc nhạc rất hay, chúng con có thể đem bài hát đó cúng dường Phật và Bồ Tát không? Chúng con nên cúng dường như thế nào?" Đáp: "Thì cũng cứ hát đi. Nhưng quý vị phải biết bản nhạc đó không có khuynh hướng dâm loạn hoặc có ý tà dâm thì mới chánh đáng. Hiện ở dạng Phật thành, chúng ta cũng có những bài hát Phật giáo và đều có thể dùng để cúng dường Phật. Thí dụ như khi chúng ta tán tụng trước Đức Phật, thì đó cũng là dùng các bài ca để cúng dường Phật vậy. Trong Kinh Pháp Hoa cũng có nói rất rõ là các bài hát có âm nhạc, những bài chú tán tụng đều có thể cúng dường được hết." Hỏi: "Làm thế nào để ủng hộ Phật giáo?" Đáp: "Để ủng hộ Phật giáo, quý vị nên lặng lẽ quan sát. Nếu là đạo thì nên tiến tới, còn không là đạo thì hãy thoái lui. Quý vị nên suy nghĩ cho chính chắn, vì có khi quý vị xuất tiền của là tạo công đức, có lúc xuất tiền của thì lại tạo tội. Người xuất gia không được có tiền của, một khi có tiền thì họ sẽ không giữ quy luật. Quý vị mà giúp họ, họ sẽ tha hồ ăn uống, điếm đàn, bài bạc. Được nhiều tiền thì họ sẽ hoàn tục. Nếu quý vị không giúp họ, thì họ còn tiếp tục tu hành. Nhất là khi chỉ có một người xuất gia sống đơn độc, thì chỉ cần có đủ ăn là được rồi." Hỏi: "Làm sao cho xã hội được an tường?" Đáp: "Chúng ta nên bắt đầu từ sự giáo dục, dạy dỗ cho trẻ nhỏ biết hiếu thuận với cha mẹ và biết trung thành với quốc gia." Hỏi: "Đức Phật nói về sự ích dục vọng, xin sư phụ giảng rõ cho chúng con về điều này." Đáp: "Quý vị mà ích dục tức sẽ biết đủ thì thường vui thì không ưu phiền." Hỏi: "Chúng con nghe nói là hòa thượng thường hay ngồi chứ không nằm, nhưng không biết hòa thượng đã luyện tập như thế nào và vì mục đích gì?" Đáp: "Sao không có ai nói tôi là ít ngồi mà thường nằm vậy? Việc này thì không nhất định. Quý vị muốn ngồi thì ngồi, thích nằm thì nằm. Người ta nói quý vị ngồi thì cũng không sao, nói quý vị nằm thì cũng không hề hấn chi. Việc gì mà phải chấp nhất như vậy? Nếu chấp trước vào cái gì thì cái đó sẽ trở thành gánh nặng cho quý vị. Việc quan trọng nhất đối với người tu chúng ta là bất cứ lúc nào cũng không sanh phiền não. Ngồi cũng không có phiền não, nằm cũng không sanh phiền não. Điều quan trọng nhất là phải dứt bỏ phiền não đấy." Hỏi: "Tam tai, ba nạn, lửa, nước, bão do đâu mà tới?" Đáp: "Bởi vì con người có tâm tham thì sẽ phát sanh nạn quả tai. Người có tâm sân sẽ phát sanh nạn thủy tai. Người có tâm ngu si sẽ phát nạn phong tai. Cho nên ba nạn, tam tai là do tam độc sanh ra." Hỏi:
Có phải Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong phạm vi suy nghĩ của Hòa Thượng? Đáp: Ai bảo không phải? Hỏi: Vừa đúng lúc tuần thứ ba của tháng sau sẽ là ngày sinh nhật của sư phụ, vậy chúng con có thể làm lễ sinh nhật cho sư phụ được không? Đáp: Quý vị có thể chúc mừng sinh nhật tôi bằng cách mỗi ngày thay tôi niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Quán Thế Âm 1000 lần. Quý vị làm nổi không? Làm được vậy, đó mới thật là làm lễ sinh nhật cho tôi. Con người tính thì đâu có bằng trời tính. Hỏi: Sao gọi là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, không nên để tâm chấp trước vào một nơi nào cả? Đáp: Tâm của chú đang ở đâu vậy? Chú nói cho tôi biết trước đi. Hỏi: Có phải là sau khi tụng kinh thì nhất định phải hồi hướng? Đáp: Hồi hướng là chấp tướng, không hồi hướng cũng là chấp tướng luôn. Phàm hễ có chỗ chấp thì không có tương ưng với Phật Pháp. Hỏi: Nhập định và ngủ có chỗ nào không giống nhau? Đáp: Lúc nhập định thì trong tâm biết rõ hết, thân ngồi đoan chánh, ngay thẳng không dao động, đầu không gật xuống hay nghiêng qua một bên. Đó là cảnh giới tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Còn lúc ngủ thì cái gì cũng không biết, thậm chí còn ngáy như sấm, và cả tư thế thì hoàn toàn trái ngược. Hỏi: Kinh Pháp Hoa nói, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì liền được xa lìa tham sân si. Xin hỏi là niệm như thế nào mới có hiệu quả liền? Câu này do một nhân viên hàng không Trung Hoa hỏi. Đáp: Thì ngồi máy bay. Hỏi: Một, làm thế nào để phát khởi tâm tinh tấn dũng mãnh? Hai, làm sao để khắc phục tật ham ăn ham ngủ? Do một chuyên viên làm nghề thẩm mỹ hỏi. Đáp: Một thì là làm đẹp. Hai, không ăn cơm. Vì không ăn thì sẽ không ngủ, ít ăn thì ít ngủ, ăn nhiều thì ngủ nhiều. Hỏi: Chúng con hiện làm ăn buôn bán, vậy Hòa Thượng nhận thấy tình hình chính trị ở Đài Loan sẽ ra sao? Chúng con đến Đại lục Trung Quốc đầu tư thì cảnh tượng sắp tới sẽ như thế nào? Đáp: Các vị làm nghề buôn bán ở Đài Loan thì nên yêu nước, trung thành với quốc gia. Dùng cái trí huệ làm ăn buôn bán của quý vị mà giúp đỡ nước nhà. Ở Đài Loan thì có rất nhiều người giàu tài sản, nhưng tìm không ra người ái quốc. Những người Đài Loan tới Đại lục đầu tư không phải là vì yêu nước, mà chỉ muốn đầu cơ thủ lợi. Trong thời kỳ đặc biệt này, nếu tính chuyện làm ăn không vốn mà muốn thâu lợi đều rất nguy hiểm, có thể ra công sức nhưng rồi cũng mất hết. Hỏi: Có một số gia đình đời đời kiếp kiếp đều mang một chứng bệnh di truyền nào đó, vậy chúng ta có thể giải thích sự việc đó bằng đạo lý nhân quả không? Đáp: Là việc đương nhiên, vì di truyền tức là nhân quả. Nếu như kiếp trước họ đã không trồng nhân đó thì làm sao đời đời lại bị truyền xuống quả báo giống nhau y hệt như vậy? Hỏi: Thế nào gọi là ngu si? Đáp: Ngu si là cứ tưởng mình không ngu si, đó mới chính là ngu si. Hỏi: Xin hỏi sư phụ, chúng con nên làm sao mới có thể thoát khỏi nạn khổ, chết chóc và được sống vui vẻ với quãng đời còn lại? Đáp: Nếu quý vị không sanh phiền não thì tức là vui vẻ đấy. Khi quý vị không được vui vẻ là bởi vì tâm tham và không biết đủ. Hỏi: Ý nghĩa của sanh mạng là ở đâu? Đáp: Nếu chú cảm thấy sanh mạng không có ý nghĩa thì mau mau chết đi cho rồi. Còn chú cảm thấy sanh mạng có ý nghĩa thì đó chính là ý nghĩa của nó. Ý nghĩa của mạng sống là ở chỗ đó đó. Hỏi: Ý nghĩa của sanh mạng là ở đâu? Hỏi: Muốn chánh pháp tồn tại nên ủng hộ kinh Lăng Nghiêm, trì chú Lăng Nghiêm.
Vậy mỗi ngày con nên trì bao nhiêu biến? Đáp: con thích trì bao nhiêu thì trì bấy nhiêu. Hỏi: với tình thế hiện tại như vậy, chúng con nên làm sao đây? Đáp: nên có đức hạnh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Đó là những điều căn bản của đạo làm người, là cơ sở của sự tu hành và là nền tảng của nền chánh trị. Hỏi: trong gia đình chỉ có một mình con là người học Phật, vậy con làm thế nào mới dẹp trừ hết các chướng ngại để cả gia đình trở thành Phật tử và khiến cho quyến thuộc đồng được hưởng lợi ích của các pháp? Đáp: con cứ làm việc với lòng thành, tự nhiên họ sẽ cảm nhận được mà chuyển hóa dần về đạo. Hỏi: tu như thế nào để trong không trụ vọng niệm, ngoài không nhiễm sáu trần? Đáp: là không kết hôn và xuất gia tu đạo. Hỏi: như các nghiệp cũ từ xa xưa, chúng con làm sao trừ bỏ được ác nghiệp và tích tụ thiện nghiệp để sớm thành Phật? Đáp: không làm điều ác, làm các việc lành. Om ha ha ha, Om Sam Mô Đi So Ha.